ta có thể nhận thấy thứ hai bên hông này này nó lớn hơn rất là nhiều và khi mà nó massage thì nó ghi chặt cái hông cái cái đùi của chúng ta xuống Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Bang à, Và ngày hôm nay đây thì tại cơ sở 3 của Ngọc Gia Bang Tại số 7 Lê Thị Nho, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh À, thì Ngọc gia Ban có về một chiếc ghế Panasonic MA102 Một trong những cái mẫu ghế mới uh, cao cấp nhất của dòng Panasonic Thì hôm nay Ngọc ta Ban uh, tiếp tục có cái video muốn chia sẻ sâu hơn Để các bạn có thể thêm cái sự lựa chọn cho gia đình mình một cái chiếc ghế thuộc phân khúc cao cấp này Thì trước tiên về cái tầm tiền Thì Panasonic MA102 hiện đang ở cái mức giá là hơn 100 triệu đồng Tức là nó khoảng độ tầm hơn 110 triệu hơn một chút thì đó là cái mức giá để cho các bạn thực sự thấy rằng là cái thời điểm này thì giá của Panasonic MA102 nó thực sự rất là tốt. Và ghế ở đây là ghế mới nguyên hộp và tới nhà tay nhà các bạn thì thực sự thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà các bạn vừa có thể rằng là chúng ta kê để massage, vừa có thể là một cái đồ trang trí trong ngôi nhà, đặc biệt là phòng khách của các bạn thì rất là đặc biệt ở ở Panasonic MA102 thì cái phần vai và hai cái bên cái phần hông ở, ở dưới đùi ấy nó lớn hơn. đó là một trong cái điều mà chúng ta có thể nhận thấy. Thứ hai bên hông này này, nó lớn hơn rất là nhiều và khi mà nó massage thì nó ghi chặt cái hông cái cái đùi của chúng ta xuống để nó giữ chặt lại thì cái động tác bài kéo giãn cũng như cái bài chuyên sâu về nưng ấy thì con một này hai này nó có cái bài đấy phải nói là ngọc japan trải nghiệm thì nó rất là hiệu quả thì nói về phần chân thì nó vẫn là một trong những cái bản mà có con năn ở lòng bàn chân và đặc biệt cái con năn ở lòng bàn chân này thì ngọc japan đã có video mà mở tung cái 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 phần chân này ra để cho các bạn thấy cái con năn lòng bàn chân của dòng panasonic nó làm việc rất là hay và nhất là cái động tác mà khi mà nó bấm huyệt cũng như là nó cù vào cái lòng bàn chân ấy nó khiến cho chúng ta cảm giác dễ chịu thì ở cái bản Panasonic MA101 thì cái bảng mặt điều khiển của nó sẽ là màu vàng. Nhưng bản 100 và mã 102 thì cái mặt bảng điều khiển nó sẽ là màu đen. Nó cảm giác nó sẽ hài hòa với chiếc ghế hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có các bài tự động, các bài tự động theo các cấp bậc rồi là các bài chuyên sâu về nâng, eo hông. Thì nói về dòng Panasonic thì nếu chúng ta chọn các bài vùng ấy thì nó có một ưu điểm là chúng ta chỉ trực tiếp vào cái vùng đó trên cái màn hình hiển thị để chúng ta sẽ đưa ra được cái bài đánh tại cái vùng đấy luôn. Nên là nó rất rất dễ cho người già sử dụng hay đặc biệt là những cái người Việt Nam của chúng ta nếu bất đồng ngôn ngữ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được một cách thông thường. Thì đây là toàn bộ xung quanh chiếc ghế uh, Panasonic MA102. Thì chất liệu da của dòng Pana thì nó là một trong những chất liệu da khá cao cấp rồi và đặc biệt họ còn chuẩn bị thêm cho chúng ta một cái miếng nót nưng đây là một cái miếng nót nưng bằng nỉ để chúng ta có thể là làm cái động tác khi chúng ta lật lên chúng ta không muốn trực tiếp quá thì chúng ta có thể làm thêm cái miếng nót nưng đó để cho nó mềm mại hơn và nó sẽ tránh tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể của chúng ta thì sau đó thì chúng ta cũng có thể giặt đi được thì đó là một trong cái điều rất là hay và hiện tại thì ngọc gia ban đang có tất cả là ba chiếc này vừa với cập bến và nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban theo số điện thoại 097 494 5555. 55. Mình sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như báo giá cụ thể cho các bạn.